Chuyển sang các tin tức thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối ngày 2 tháng 8, vùng áp thấp trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ ngày hôm nay, mùng 3 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ vị Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 từ 40 đến 50 km h giật cấp 8. Bàn kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 4 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ vị Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 140 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km h giật cấp 10. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể gây sóng to gió lớn trên vịnh Bắc Bộ, văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến thừa thiên huế theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và thời tiết nguy hiểm trên vịnh bắc bộ